Không phải Thu Ruby, Tôn Bằng đã đổi đối tượng, quay clip gái xin chọc tức vợ cũ, hết hăm hê về Việt Nam đến làm đủ trò. Nhưng Hằng Dung một chẳng mấy quan tâm, tập trung làm ăn ngày càng phức. Nay cùng cả team lên Đà Lạt ủng hộ nông sản nước mình. Hằng Tảo không? Họ Tảo rồi hả? 50 tỉnh hết rồi hả? Họ Tảo thiệt hả? Sao nhanh vậy? Trời đất thằng ơi. Cùng team Hằng Dung Mục chuẩn bị cho phiên live ngày 8 tháng 9 tại Đà Lạt nha. Hôm qua chúng mình đã di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Bây giờ đã là 5 giờ, thời tiết lúc này là 18 độ C. Hô ôm ao hơi được hai vệ sĩ Trinh và Mười. Đi đâu cũng theo sao hộ tống gì. Bảo sao cả nhà ai cũng yêu thương hết mực. Hãy cứ đi về phía trước, bước cứ bước vì đam mê. Dẫu khó khăn vẫn còn bùa vây, mới thay là xứng đáng. Còn nhớ thời gian trước, Tôn Bằng liên tục dở thói ghen tuông khi chứng kiến Hằng Dung Mục về Việt Nam livestream cùng Quang Linh Vlog. Tuy nhiên về phía mình, anh lại liên tục xuất hiện cùng nhiều cô gái vây quanh. Điều đó vô hình trung khiến khán giả cho rằng Tôn Bằng là người có tính hơn thua, không đàng hoàng. Thời điểm đó, xoay quanh vụ ồn ào giữa Hằng Dung Mục và chồng Trung Quốc Tôn Bằng, ngoài nhân vật chính là hai vợ chồng cô thì dân tình còn nhắc nhiều đến cái tên Thu Ruby. Hậu giải quyết xong việc ly hôn giữa nữ chiến thần và chồng Trung, cái tên này cũng dần hạ nhiệt. Mới đây, Tôn Bằng dường như đã đổi đối tượng khác. Cụ thể, trên trang cá nhân, anh đăng tải đoạn video quay lại một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn. Dưới phần bình luận, dân tình nhanh chóng đoán rằng động thái này của Tôn Bằng là muốn chập tức vợ. Bởi từ lúc cả hai chính thức đường ai nấy đi, người đàn ông này vẫn không ngừng buông tha cho vợ cũ. Cứ âm bữa nửa tháng, Tôn Bằng lại lên mạng phát ngôn lung tung. Không những vậy, anh còn nhiều lần hăm hay trở về Việt Nam và tố Hằng Du Mục không cho mình gặp lại các con. Đúng kiểu ở hiền gặp phiền, Hằng Du Mục liên tục gặp kiếp nạn. Hết mẹ ruột đến chồng cũ cứ sơ hở là đang trạng thái tố cô đủ điều. Dù vậy, ai nấy đều biết ai mới là người đúng trong câu chuyện. Số đông quyết ủng hộ và bảo vệ nữ chiến thần đến cùng. Về phía Hằng Du Mục, cô có vẻ như cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời ông tiếng về xung quanh mình. Sau khi thỏa thuận giao hết tài sản cho chồng cũ để đổi lấy quyền nuôi các con, nay nữ chiến thần càng có thêm động lực tập trung xây dựng lại từ đầu. Bằng tài kinh doanh sẵn có cộng với tình yêu thương vô bờ từ mọi người, Hằng Du Mục làm ăn ngày càng phức, được xem là chiến thần lai trình đấm đầm. Được biết, hiện cô đang cùng cả team lên Đà Lạt để ủng hộ cho nông sản nước mình, đồng thời là chuẩn bị cho một dự án sắp tới. Qua những khoảnh khắc được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy Nhất Dương và Dịch Dương cũng có mặt để hộ tống gì. Có thể nói, hồ ung ao, điều may mắn nhất đối với Hằng Du Mục là cô hời được hai chàng vệ sĩ và Mười. Không những bảo vệ gì trước ba ruột của mình, mà hai chàng trai này còn bảo vệ Hằng Du Mục trong cuộc sống. Đó cũng chính là lý do vì sao Nhất Dương và Dịch Dương từ trước đến nay đều được nữ chiến thần yêu thương như con ruột. Đến cả bố ruột của cô cũng xem cả hai như con cháu trong nhà, hết mực quan tâm, chăm sóc. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.